医生。等你。叶迪生，洪太，我要你。洪太，顾师傅。洪太，上个tới giờ này, còn nói mấy ngày nữa mới ra tay mà. Tình hình thay đổi. Tối nay Lý Kình Thiên đột nhiên đi gặp một người. Sau đó hắn đã ra lệnh trước khi trời sáng di dời Dung Lão Gia. Tôi cố tình tới báo cho mọi người. Nếu muốn cứu Dung Lão Gia, phải nhanh chóng ra tay. Cậu có biết mấy người đó là ai không? Tôi chưa điều tra được. Sao Lý Kình Thiên lại muốn dời Dung Lão Gia đi chứ? Tình hình cụ thể như thế nào tôi không biết rõ. Có lẽ là người đó nói với Lý Kình Thiên vị trí của tỉnh Thủy Đường có thể đã bị lộ, cho nên hắn mới nhanh chóng quyết định như vậy. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn chưa chuẩn bị xong. Tình hình sức khỏe của Dung Lão Gia cũng chưa biết thế nào. Chúng ta không thể bỏ lỡ thời cơ. Xem ra chúng ta đành phải cược một ván rồi. Đúng vậy. Để tới lúc tỉnh Thủy Đường dọn tới một vị trí mới, e rằng sẽ càng bí mật hơn, canh phòng nghiêm ngặt hơn. Nếu như muốn cứu người càng khó khăn hơn nữa. Hồng Thái, theo cậu biết thì có phải Lý Kình Thiên dẫn đầu không? Cái này thì không biết. Nhưng tôi biết Lý Kình Thiên ra lệnh giấu Dung Lão Gia ở trong quan tài để vận chuyển, sau đó kêu thuộc hạ của tỉnh Thủy Đường giả thành đội đưa tang để che mắt người. Hắn đúng là đồ gian xảo mà. Vậy mà cũng nghĩ ra cách này để giấu mọi người. Vậy đi, nếu đích thân Lý Kình Thiên dẫn đội, chúng ta chỉ cần cướp được Dung Lão Gia thôi, sau đó chúng ta rút lui ngay. Được, tôi sẽ báo với A Quang và Văn Anh. Chúng ta xuất phát ngay. Hồng Thái, cảm ơn cậu đã tới báo tin. Mong mọi người thuận lợi cứu được Dung Lão Gia. Tôi cáo từ trước, nếu để Lý Kình Thiên phát hiện tôi đi mất tiêu thì sẽ gặp rắc rối. Hãy bảo trọng. Đứng yên. Mấy người làm gì vậy? Mà bỏ ra xuống đi. Tôi đi mua thuốc cho trang chủ. Trang chủ đang định thẩm vấn anh đó. Không cần uống thuốc nữa đâu. Đi. Các người lui xuống đi. Dạ. Tôi đã nói với cậu nhiều lần nửa đêm không được ra ngoài. Sao cậu không chịu nghe lời vậy hả? Trang chủ, ngài là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi không muốn gạt ngài. Đúng vậy, là tôi đem tình báo của Hội Lâm Đao nói với Lập Trung. Khốn kiếp! Tôi vất vả cực khổ đào tạo cậu bao nhiêu năm, cậu làm vậy không thấy hổ thẹn hay sao hả? Dung Lão Gia là hảo hán đầu đội trời chân đạp đất. Tôi không thể nhìn hắn chết trong Hội Lâm Đao. Cậu nhìn đi, cậu nhìn đi. Cậu đang tự tìm lấy cái chết. Lần trước muốn giết Khương Văn Anh, cậu liều mạng đi cứu cô ta, giờ cậu lại liều mạng cứu Dung Thương Hải. Cậu cứu được bao nhiêu người? Bây giờ kể cả mạng của cậu cũng không cứu được nữa. Đợi công công quay về, mạng của cậu sẽ không giữ được nữa. Tôi đã nói với cậu nhiều lắm rồi. Nô tài chính là nô tài, phải nghe mệnh lệnh của chủ tử. Chủ tử sai rồi, chúng ta cũng phải sai theo. Trang chủ, ngài một lòng trung thành, tới cuối cùng có kết quả gì? Ngài thấy kết cục của Cừu Đại Hổ hay không? Trang chủ à, lúc trước tôi cứu Khương Văn Anh, bây giờ tôi cứu Dung Thương Hải. Tôi đã làm như vậy thì đã chuẩn bị sẵn sẽ phải chết rồi. Chỉ là tôi không muốn chết trong tay của Lý Kình Thiên. Nếu thực sự muốn tôi chết, tôi thà chết trong tay của ngài. Cậu... Trang chủ à, cảm ơn công nuôi dưỡng của ngài.
Bao nhiêu năm qua, ngài giống như cha ruột của tôi vậy. Công ơn ngài dành cho tôi, kiếp này không thể nào báo đáp. Một kiếp sau chúng ta được làm cha con thật sự, tôi sẽ trả ơn ngài. Hồng Thái à, tôi nhẫn tâm giết cậu hay sao? Từ lúc cậu còn nhỏ, tôi nuôi tới lúc khôn lớn. Nếu tôi giết chết cậu, giống như cắt đi một miếng thịt trên người của tôi vậy. Tôi là thái giám, chưa từng nghĩ sẽ có con cháu nối dõi. Từ khi có cậu, chúng ta nương tựa lẫn nhau, ở bên cạnh nhau. Cậu yên tâm, chỉ cần có tôi có liều mạng mình cũng phải bảo vệ cho cậu. Trang chủ, mau đứng dậy. Hả? Đứng dậy đi. Sao rồi? Có đau hay không? Bây giờ phải nghĩ cách làm sao qua ải của Lý Công Công. Lâm Nhược Phi không phải đi ra ngoài với cậu hay sao? Giờ cậu ta đang ở đâu? Hắn đòi đi theo tôi. Tôi dẫn hắn tới một con hẻm rất tối, đánh vào với hắn. Tôi lỡ tay giết chết hắn rồi. Cái gì? Cậu giết Lâm Nhược Phi rồi à? Lần này cậu được cứu rồi. Trang chủ, tại sao ngài lại nói vậy? Lâm Nhược Phi bị giết, không ai đối chứng. Chúng ta đem tội danh nội gián đổ lên đầu của hắn. Cậu có thể qua được ải này. Nhưng mà Lý Công Công dễ dàng tin tưởng vậy sao? Nếu muốn giá họa thì phải có chứng cứ. Con người Lâm Nhược Phi ham tiền ai cũng biết. Nếu nói hắn tham lam số tiền mà Diêu Lập Trung cho hắn thì mọi người sẽ tin ngay. Cậu chờ chút. Hồng Thái, đem số ngân phiếu này để trong phòng Lâm Nhược Phi. Như vậy Lý Công Công chắc chắn sẽ tin hắn chính là nội gián. Đây. Trang chủ, chỗ ngân phiếu này là rất nhiều tiền, đủ để ngài sống hết nửa đời sao? Ngài vì tôi. Nếu số tiền nhỏ, Lý Công Công sẽ nghi ngờ. Cậu yên tâm đi, chỉ cần còn sống, tiền sau này có cơ hội kiếm. Đi mau đi, hả? Trễ nữa sẽ không kịp đâu. Trang chủ, lần này di dời Trung Thương Hải, đích thân Lý Công Công dẫn đội phải không? Trung Thương Hải không có đi, hắn còn đang ở đây. Cái gì? Vậy vậy rốt cuộc là sao chứ? Đây là cái bẫy do Lý Công Công giăng ra. Ngài ấy tung tin để nội gián truyền tin báo ra ngoài. Tới lúc đó
đánh úp một lần Khương Thiết Sơn và Diêu Lập Trung. Không được, tôi phải đi báo cho họ. Quay lại, cậu không được đi. Nếu cậu đi sẽ gặp mặt Lý Công Công. Lần này Dung Khoan không thoát được đâu. Cậu đi không phải chịu chết hay sao? Bất luận cứu được không, tôi cũng phải thử xem. Nếu xảy ra chuyện gì thì tôi thành đồng phạm của Lý Kình Thiên. Tôi nhất định phải đi. Hồng Thái, cậu không muốn nhân lúc Công Công đi vắng cứu Dung Thương Hải hay sao? Ngài đồng ý cho tôi cứu Dung Thương Hải sao? Dung Thương Hải không chịu nói ra bí mật của bản đồ kho báu. Hắn ở đây sớm muộn cũng sẽ chết thôi. Giờ hắn trở thành tâm phúc đại họa của Lý Công Công. Nếu hắn còn sống, chắc chắn Lý Công Công còn trọng dụng tôi. Ở trong hội Lam Đao, không dựa vào tôi thì dựa vào ai? Giờ tôi giúp Dung Thương Hải chính là đang giúp bản thân mình. Cảm ơn trang chủ đã hiểu lý lẽ. Khờ quá, cảm ơn cái gì? Tôi làm như vậy thật ra là vì bản thân mình. Cậu đi làm việc quan trọng đi. Nhớ giữ lại mạng sống của cậu để hầu hạ tôi. Hầu hạ tôi tới chết mới coi như trả ơn cho tôi. Dạ. Căng thẳng không? Ừ. Anh yên tâm đi. Có cha em và Dư tiên sinh, chắc chắn có thể cứu được cha anh mà. Ừ. Từ khi mẹ của anh chết thảm, cha anh bị kẻ gian hãm hại. Bây giờ chung gia chỉ còn anh và Chung Chung. Anh nhất định phải gánh vác trách nhiệm một người đàn ông, cứu cha của anh ra ngoài, gây dựng lại danh tiếng của Chung cha. Cố gắng lên, tôi cứu ông ra ngoài nha. Thank you.
Dân anh, Dương giặc phụ đi trước đi. Dương Quan, hãy cẩn thận đó. Dạ, đi thôi. Tôi đỡ cho. Vậy giờ anh. Cha cố lên. Cha không sao chứ? Thiếu gia. Dạ, đại thống, mau đi tìm đại phu đi. Cha. Cha. Cha không sao chứ? Đại thống, mau tìm đại phu đi. Cha có sao không? Cha. Đi mau. Đi liền. Cha. Cha. Nhật phụ. Cha. Nhật phụ. Người không sao chứ? Cha không sao. À Khoan, lần này không cứu được cha cậu, thật sự tôi rất có lỗi. Nhật phụ. Nhật phụ đừng nói vậy mà. Cha, cha đừng nói gì nữa, đợi cha khỏe rồi mới nói. Đúng vậy. Lê phu nhân, cha của tôi nhờ bà chăm sóc giùm. Bà cầm lấy tiền đi. Cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc ông ấy. Chỉ là nhìn tình hình này, hình như đang bệnh nặng lắm, không có chuyện gì chứ? Lát nữa tôi mời đại phu tới, bà chăm sóc theo ý của tôi là được rồi. Được rồi, được rồi. Diêu Lập Trung, ta biết ngươi rất thông minh, ngươi nói thật với ta đi, là ai đã báo tin cho ngươi biết quân trưởng họ Thái đó đang trốn ở chỗ nào? Nếu ngươi không nói ra sự thật, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.
Lý Kình Thiên, ông đừng có uổng công nữa. Tôi sẽ không nói gì hết. Được. Đợi ngươi nhìn thấy bộ dạng của Dung Thương Hải thì ngươi sẽ hối hận khi nói ra những lời này. Nói sớm quá. Ngươi đừng có cứng đầu như vậy. Công công, có chuyện này nô tài tôi gan bẩm báo với ngài. Có gì thì nói đi. Lâm Nhược Phi đã cứu Dung Thương Hải đi rồi. Cái gì? Ngươi giải hắn vào nhà giam cho ta. Dạ. Đây. Ngươi hãy đem đầu đuôi câu chuyện nói cho ta nghe đi. Tối hôm qua tôi kêu Hồng Thái ra ngoài mua thuốc. Gần đây bệnh của tôi tái phát. Khi Hồng Thái về đây đã bị người bắt lấy. Tôi biết ngay nó xảy ra chuyện. Trong lúc tôi đang thẩm vấn Hồng Thái, Lâm Nhược Phi lén lút trốn về đây cứu Dung Thương Hải đi. Lúc tôi tới nhà giam mới phát hiện thuộc hạ bị hắn đánh ngất xỉu hết. Tôi lập tức phái người đuổi theo. Lâm Nhược Phi và Diêu Lập Trung thông đồng với nhau, vậy không hợp lý, nó không ai tin đâu. Từ lý lẽ luận đúng là khó tin, nhưng tới giờ hắn còn chưa quay về. Chắc là hắn đã đi gặp bọn Dung Khoan rồi đó. Tôi phái người tới phòng của hắn điều tra xem coi có chuyện gì đáng nghi hay không. An Đức à, bây giờ ta mới cảm nhận được, trong lúc an nguy mới biết lòng người. Ngươi theo ta mấy chục năm, ngươi thật sự rất trung thành. Cho dù mọi người đều phản bội ta thì ngươi vẫn luôn trung thành với ta. Sau này tất cả mọi chuyện của hội Lam Đao nhờ vào ngươi giúp ta hết đó. Công công, dù nô tài thịt nát xương tan cũng phải hoàn thành đại nghiệp quang phục của ngài. Lần này tuy để Dung Thương Hải chạy thoát, nhưng chúng ta lại bắt được Diêu Lập Trung, coi như lật ngược thế cờ. Bây giờ Khương Thiết Sơn đang bị thương nặng, không thể làm được gì. Dung Thương Hải lại bị giày vò, còn nửa cái mạng thôi. Dung Khoan tuy võ công có tiến bộ đôi chút, nhưng chỉ là một tên võ phu không có gì đáng ngại. Chỉ cần Diêu Lập Trung ở trong tay chúng ta, bọn họ sẽ không có cách liên hệ với quân trưởng họ Thái đối phó với ta. Nói tóm lại, lần này ta nắm chắc phần thắng rồi. Công công Hồng Phúc Tề Thiên, ai muốn chống đối với công công đúng là có mắt như mù, không biết tự lượng sức mình. Khởi bẩm công công, tìm được số ngân phiếu này ở trong phòng của Lâm Dược Phi, mời ngài xem qua. Nhiều tiền như vậy mà không lấy đi, đúng là không thể hiểu được mà. Công công à, số tiền này không lấy đi có lẽ là vì tình thế cấp bách, nhưng tôi nghĩ đây chỉ là tiền còn dư lại. Tiền đem đi còn nhiều hơn nữa kìa. Dung Thương Hải là nhà giàu ở Phật Sơn, Dung Khoan muốn mua chuộc Lâm Nhược Phi cứu cha của hắn. Vấn đề tiền bạc hắn sẽ không tiết kiệm đâu. Người nói cũng có lý. Bỏ đi. Về chuyện này coi như chấm dứt tại đây. Sau này sẽ do ngươi tạm quản lý. Số tiền này dù gì cũng là tang vật của Lâm Nhược Phi. Ngươi cầm lấy đi, coi như ta ban thưởng cho ngươi. Phải nhớ cho kỹ, đừng làm cho ta thất vọng đó.
đã tạ công công ban thưởng hậu hĩnh, nô tài nhất định cúc cung tận tụy,